Vì sao Học Châu Phu Nhân của Dương Mịch gây tranh cãi, vận đạt kỷ lục xem? Học Châu Phu Nhân của Dương Mịch và Trần Vị Đình mới đây đã xác lập kỷ lục khi đạt hàng tỷ lượt xem ở trạng cuối phim. Dù phim gây tranh cãi, phim lập thành tích lượt xem. Theo truyền thông Hoa Ngữ, Học Châu Phu Nhân của Dương Mịch và Trần Vị Đình đã cắn mốc khoảng 2 tỷ lượt xem sau gần 20 ngày phát sóng. Đây được xem là thành tích khủng đối với một phim truyền hình Hoa Ngữ trong năm 2021. Tuy nhiên, một điều khiến khán giả bất ngờ là trái ngược lượt xem khủng, thì phim vẫn bị đánh giá là bom xịt bởi trên trang đánh giá phim đầu ban, Học Châu Phu Nhân vẫn bị đánh giá điểm trung bình về 4,9 trên 10, với rất nhiều đánh giá một sao. Dương Mịch khi nhận dự án này cũng vấp phải sự tranh cãi lớn, đa phần vì đã lớn tuổi, nhưng vẫn nhận vai diện kiểu dễ thương, nhí nhảnh, là một số khán giả khó quen. Trước đó, chính biên kịch của bộ phim đã lên tiếng chỉ trích nhà sản xuất, vì kịch bản do mình chấp bút bị bóp méo khi lên phim. Trong đó, vị biên kịch này bày tỏ bức xúc khi phim có cảnh nóng của anh rệ và em dâu trước bài vị của chị cả. Theo đó, vị biên kịch này khẳng định tình tiết này không có trong kịch bản mà nhà sản xuất đã tự ý thêm thắt để thu hút khán giả. Ngoài ra, trong phim, khán giả dễ dàng nhận ra Dương Mịch đang bị đối xử bất công khi các phân đoạn của cô khá ít ỏi. Trong Hậu Châu Phu Nhân, nhân vật Đề Lan, Đề Hốt được ưu ái rõ rệt. Trong khi đó có tập phim Nữ chính Dương Mịch chỉ xuất hiện có 4 phút. Gặp loạt tranh cãi như vậy, nguyên nhân vì đâu khiến phim vẫn có đông đảo khán giả theo dõi. Phim có rất nhiều tình tiết gây cấn ở chặng cuối. Nếu như ở giai đoạn đầu, phim chỉ tập trung phát triển mối quan hệ phương chư do Trần Vị Đình thủ vai và Hải Thị do Dương Mịch thủ vai cùng cặp đôi phụ gây nhầm chán thì ở nhận chặng cuối phim có nhiều diễn biến mới mẻ hơn. Cụ thể đó là vai biến cố của hai nhân vật, Phương Chư do Trần Vị Đình thủ vai và Hải Thị do Dương Mịch thủ vai. Điều này giúp phim thu nạp thêm một lượng khán giả theo dõi, nhất là nhiều người tò mò về cái kết cho cuộc tình của cặp đôi chính. Sự trở lại của Dương Mịch Dương Mịch sở hữu lượng fan khủng, chính vì thế sự trở lại của cô được rất nhiều khán giả mong chờ. Dù không ít lần phim của cô đóng gây tranh cãi, nhưng hầu hết khán giả vẫn theo dõi đông đảo nhờ sức hút của nàng tiểu hoa đán này. Vậy nên sau thời gian nở ẩn, thì cô nàng lại thì tác phẩm Học Châu Phu Nhân dễ dàng tạo được. Vậy nên sau thời gian nở ẩn, khi cô trở lại, thì tác phẩm Học Châu Phu Nhân dễ dàng tạo được sự chú ý. Thêm nữa, nhiều khán giả vẫn kiên trì theo dõi bộ phim bởi họ cho rằng ở dạng cuối diễn xuất của Dương Mịch sẽ được cải thiện. Là phim cổ trang hiếm hoi ở giai đoạn cuối năm 2021. Thời gian qua vì tình hình dịch bệnh, các phim cổ trang hầu như dời lịch chiếu hoặc rụt rè ra mắt. Các phim được chiếu trong năm nay đều đa phần gây tranh cãi bởi thiếu sự đầu tư, dàn sao không nổi tiếng, vậy nên Học Châu Phu Nhân được xem là tác phẩm cổ trang hiếm hoi ra mắt dịp cuối năm, cộng thêm phim cũng sở hữu dàn sao nổi tiếng. Chính vì vậy dù tranh cãi nhưng khán giả vẫn chịu khó theo dõi.